Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và trong video hôm nay thì tiện thể vừa mới hoàn thiện xong một bộ mặt tràn 6 phân, hàng chân 16 mẫu Louis Hoàng gia. Và chất liệu thì là gỗ hương đá và làm hàng trọn vân. Em kê ra ngoài, sau một cái thì kê ra ngoài để quay cho một bác khách ở ngoài, ở trong miền Nam. Và tiện thể thì em cũng xin phép quay cho các bác để các bác cùng chiêm ngưỡng, lan tỏa những cái đường vân, những cái đường vân rất là đẹp như thế này. Chất liệu thì là gỗ hương đá. Đối với chất liệu gỗ hương đá thì các bác bên cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ rất là hay đặt cơ sở làm những cái hàng trọn vân trọn gỗ như thế này, tuyệt vời. Và bộ này thì đang hiện tại là mặt tràn 6 phân và tay là tay chữ C, cái dáng tay chữ C. Bác khách này của em thì đặt của tới tính đến thời điểm này cũng đã hơn một tháng rồi. Hơn một tháng mới xong cái phần mộc thô của bộ sản phẩm này. Và bộ này thì em làm cho bác khách là 8 món á. Một đoạn dài thì em làm là 2m60, chiều cao là 1m67 và sâu là 78. Toàn bộ mặt đoạn sẽ là với độ dày là 6 phân. Và tay thì sẽ là tay chữ C và tay đặc các bác nhé. Tay đặc liền nguyên khối rất là chắc chắn. Vách lưng của bộ sản phẩm này thì em làm vách lưng dày 4 phân. Thực ra là đối với những cái bộ sản phẩm mà bằng gỗ hương đá ấy, thì thường thường là những bác khách hàng nào mà làm trọn vân thì em sẽ lựa để chọn cho các bác những cái tấm vân đẹp thì mình sẽ thêm một chút cái kinh phí. Đó, còn đây là hai chiếc ghế đơn bên bộ này thì có tới 4 chiếc ghế đơn. Mỗi bên là sẽ kê hai chiếc ghế. Đó, các bác có thể thấy là rất là đẹp. Cực kỳ đẹp đối với một cái bộ sản phẩm trọn vân như thế này. Thực ra là nó sẽ thực ra cái mẫu hoàng gia thì nó cũng đã rất là quen thuộc, quen mắt với các bác rồi. Bởi vì là hoàng gia thì cho các bác thấy là em giới thiệu rất là nhiều trong những cái video này, hay là thậm chí là những cái buổi live stream là em giới thiệu rất là nhiều. Nhưng mà với cái bộ trọn vân ý, thì bao giờ nó cũng là một cái gì đó nó khác biệt. Hôm nay thì em quay cho các bác xem và tí nữa thì em cũng sẽ gửi cái video này cho bác khách hàng để có thể kiểm tra. Khi mà các bác đặt hàng của bên cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ thì xong phần mộc thô một cái là em sẽ quay này, chụp hình này và gửi. Khi nào các bác ok xem hàng, sau đó là ok thì em mới bắt đầu cho vào hoàn thiện. Mặt bàn này thì nó rất là lạ và độc đáo, bởi vì là mặt bàn thì em đục cho bác là mã đáo thành công, tức là 8 con ngựa đang chạy phi nước rút. Hình ảnh ngựa trên thực tế là một cái hình ảnh rất là khỏe, cực kỳ là khỏe khoắn. Thứ hai nữa, hình ảnh ngựa ở trong phong thủy nó là một hình ảnh mang lại sự may mắn, tài lộc. Thì khi mà đục mã đáo như này thì mong muốn, cái ý đồ đó là luôn luôn muốn các bác là tiến lên phía trước, không bao giờ ngoảnh lại. Và lúc nào cũng sẽ sẵn sàng, lúc nào cũng sẽ có đủ sức khỏe như là những chú ngựa phi nước đại như này. Đấy, tiến lên, tiến về phía thành công. Và cái bộ sản phẩm này thì bác khách của bên em đặt là đôn kẹp bàn. Thì ở trên bộ sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái đường vân đẹp, ví dụ như vân chun này. Đấy, những cái đường vân chun này rất là đẹp. Đấy, hoặc là những cái phần ở đôn bàn, đôn kẹp bàn các bác thấy là làm vân rất là đẹp đấy ạ. Đấy, vân rất là đẹp. Đây mới chỉ là mộc thô thôi, nên là khi mà nhìn mộc thô thì nó sẽ không được đẹp, nhưng là sau khi hoàn thiện nó sẽ bóng hơn. Đấy, bộ này thì em tưới nước lên để nó cho nó nổi vân một chút. Thì sau khi mà hoàn thiện xong thì chắc chắn nhìn nó sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì nó có độ bóng nhất định. Và cơ sở em thì hoàn thiện đủ với 7 nước sơn bằng chất liệu là sơn O7. Bộ này thì sẽ được tặng kèm theo kính bàn và kính đôn. Và đặc biệt là bộ này em sẽ vận chuyển vào miền Nam thì bọc biện nó sẽ rất là kỹ. Bây giờ em sẽ quay thêm cái phần chi tiết mặt đằng sau để các bác có thể chiêm ngưỡng được những cái đường vân nhé. Bộ này thì là chân 16 các bác ạ. Chân 16 và về cái phần trương thì sẽ là trương dày 10. Đấy, tất cả tổng thể bộ sản phẩm ạ. Mới chỉ để mộc thô thôi mà nó đã đẹp như này rồi. Mà hoàn thiện vào thì phải gọi là tuyệt vời luôn. Toàn bộ đường nét đục chạm thì em đều tỉa bằng tay hết. Những cái bông hoa hồng hay là những cái đường nét trên phần trương thì đều tỉa bằng tay hết. Đó, sau khi mà hoàn thiện xong thì em mới bắt đầu giao hàng. Xong phần mộc thô thì em sẽ quay video và gửi cho bác khách của em. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.